Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Nghi xin giới thiệu một dòng sản phẩm của hãng Zipper, là một dòng sản phẩm công nghiệp đáp ứng nhu cầu các ngành công nghiệp nặng để in các những cái tem mã vạch sắc nét đẹp, đòi hỏi khổ rộng phải là cỡ 6 inch trở lên. Máy này có kiểu dáng rất là to bự, khổ rộng đây. Đây là đầu in. Đây máy. Có hướng dẫn sử dụng trên đây, đầy đủ. Máy được kết nối nha. Máy được kết nối thông qua ba cổng len RJ232 USB. Thân hình rất là bự. Đây Zipper, sản phẩm này được bán vào thị trường công nghiệp rất là lớn. Zipper ZT420 là dòng sản phẩm này thay thế cho ZM600 đời cũ của Zipper. Chất lượng sản phẩm gọi là châu Âu.